nhằm đáp ứng nhu cầu máu cho cấp cứu và điều trị, đặc biệt là trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay. Ban vận động hiến máu tình nguyện huyện Hòn Đất đã phối hợp với khoa huyết học truyền máu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang tổ chức hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2022 với thông điệp hiến máu hôm nay, sức khỏe ngày mai. Thời gian qua, phong trào hiến máu tình nguyện ở huyện Hòn Đất đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các địa phương, người đứng đầu đơn vị. Nhờ đó đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên, người lao động và các tầng lớp nhân dân đối với nghĩa cử hiến máu cứu người. Nhờ vậy mà hoạt động hiến máu tình nguyện hàng năm tại huyện Hòn Đất luôn đạt và vượt chỉ tiêu trên giao. Để đảm bảo phòng chống dịch thì bước đầu là chúng tôi đã chỉ đạo cho hội chụp đỏ cơ sở cũng như đoàn viên công đoàn ở cơ sở là kiểm tra sức khỏe một bước ở tại cơ sở của mình, rồi đeo khẩu trang, và bên ngoài chúng tôi đều trước lúc vào tham gia hiến máu thì đều có khử khuẩn và đảm bảo được cái sức khỏe của mình trong quá trình tham gia hiến máu. Tinh thần hiến máu của cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động tại huyện Hòn Đất rất là hăng hái, tích cực tham gia. Nhằm chủ động trong khâu tổ chức, các tình nguyện viên tham gia hiến máu đã đăng ký số lượng và điền thông tin trước khi đến hiến máu nên rút ngắn thời gian. Với thông điệp hiến máu hôm nay, sức khỏe ngày mai, buổi hiến máu đã thu hút 457 tình nguyện viên tham gia hiến máu tình nguyện. Trong đợt 1 năm 2022, khoa huyết học truyền máu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang đã tiếp nhận 457 đơn vị máu. Các đơn vị máu này sẽ được đưa đến các bệnh viện trên địa bàn tỉnh để đáp ứng nhu cầu trong công tác cứu chữa bệnh nhân. Đối với công tác chuẩn bị để mà trong buổi hiến máu ngày hôm nay thì thấy rất là chu đáo. Thì mọi người tất cả thì ai cũng đều có ý thức để mà phòng chống dịch, cho nên là mọi người cũng rất là an tâm về cái việc dịch. Thì cái cũng mong muốn rằng thì những các bạn trẻ chúng ta hãy tích cực, chúng ta đi hiến máu, vì những giọt máu là rất là ý nghĩa để mà giúp ích cho những người đang cần máu. Từng là một tình nguyện viên đã từng được đi tập huấn về công tác hiến máu, tôi cũng đã hiến máu được hơn 20 lần. Đó. Quá trình hiến máu thì mình cũng được kiểm tra sức khỏe của mình định kỳ, xem được có tốt không. Đó. Và cái công việc hiến máu thì tất cả chúng ta hãy cùng nhau tham gia cái phong trào hiến máu thật là nhiệt tình để giúp được nhiều người hơn. Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19, tại khu vực đăng ký tham gia hiến máu, khám sàng lọc sức khỏe, tiếp nhận máu được bố trí rộng rãi, thoáng mát. Tình nguyện viên được chia theo đơn vị xã, thị trấn, cơ quan, ban ngành riêng biệt, đảm bảo thời gian, thực hiện nghiêm 5K để bảo vệ sức khỏe cho chính mình và mọi người xung quanh. Sau lần hiến máu đầu tiên thì em cảm thấy là cơ thể mình rất là bình thường, và sau lần hiến máu đó thì em cảm thấy là đây là một việc làm rất là có ý nghĩa, cho nên là em muốn tham gia thêm những lần tiếp theo, và em mong muốn là các bạn trẻ như em sẽ một phần nào đó góp ích cho đời vào những việc như là hiến máu như thế này. Em thấy công việc này rất là ý nghĩa. Hoạt động hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2022 có ý nghĩa vô cùng quan trọng, góp phần lan tỏa yêu thương, mang đến cho các bệnh nhân những đơn vị máu ấm áp, nghĩa tình.